Vào lúc 16 giờ chiều nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Đồng Tâm nằm trên đường Đại La, Hà Nội. Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những người chứng kiến cho biết sau nhiều tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên từ gian hàng của ông Nguyễn Văn Ngọc ở tầng 2 của chợ. Đây là nơi bán vàng mã nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang nhiều gian hàng bên cạnh. Các hộ kinh doanh khác cũng phải sơ tán hàng hóa để chống cháy lan. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã phải huy động thêm 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khu đường qua chợ Đồng Tâm cũng được phong tỏa để đảm bảo công tác cứu hỏa. Đến khoảng 17 giờ 30 đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hàng hóa của 3 gian hàng đã bị thiêu rụi. Người dân cho biết nguyên nhân có thể là do chập điện.